À, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày bình an, vui vẻ, vạn sự hạnh thông nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020 theo âm lịch là ngày 19 tháng 6 năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Quý Mùi, tháng Quý Mùi và năm Canh Tý. Hôm nay cũng là ngày Hắc Đạo và giờ Hoàng Đạo trong ngày, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh dương liễu mộc ngày Quý Mùi, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy nhé, và hôm nay là ngày hung không được tốt. Về nạp âm dương liễu mộc kỷ tuổi đinh sửu tân tiểu sửu ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi quý dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày mùi lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi, thành mộc cục xung với sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất, tuyệt sửu các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi ất sửu, tân sửu, đinh hợi, đinh tỵ. Tuổi xung trong tháng, tuổi ất sửu, tân sửu, đinh hợi, đinh tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày có sao tốt như là sao Thánh Tâm tốt cho mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự. Sao Cống, Đại Cát tốt cho mọi việc, có thể là giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát đó. Và sao xấu trong ngày có sao Phổ Thủ Phủ, kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thần Cách, kỵ tế tự, sao Huyền Vũ, kỵ an táng, sao Phủ Đầu Đát, kỵ khởi công, động thổ, sao Tam Tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi và an táng, sao Không Phòng, kỵ cưới hỏi các bạn nhé. Trong ngày thứ bảy này ạ, về hướng xuất hành tốt, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và tiếp theo mời các bạn đón xem chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Và đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020. Và xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là trong ngày này với bạn tuổi Tý, cái vận trình của bạn dễ phạm phải tiểu nhân hãm hại nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày có ngũ hành Tý Mùi tương hại. Chính cái điều này mà bạn tuổi Tý không kiểm soát được cái cảm xúc của mình, nóng nảy quá mức nên chỉ làm tổn thương lẫn nhau đó nhé. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý á, may mắn là bạn đang gặp được thiên tài đỏ mệnh. Cái điều này mang tới cho bản mệnh tuổi Tý có thêm nhiều cái cơ hội về tiền bạc đó. Bạn tuổi Tý, bạn biết cách làm ăn, chẳng phụ thuộc vào một cái nguồn thu mà nhận thêm việc làm về mình, tăng thêm thu nhập cho mình nữa nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, đối với các bạn làm kinh doanh buôn bán sẽ nhận được cái cơ may phát tài nhờ có được cái sự giúp đỡ của quý nhân nữa đó. Tuy nhiên cái thời cơ đến nhanh mà đi cũng nhanh, nếu như bạn tuổi Tý không nắm bắt được thì cũng chỉ biết nối tiếc mà thôi nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc hành kim, tài lộc của bạn có được cái sự dồi dào. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc hành thủy, bạn đang có cái điềm báo tiểu nhân phá đám. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hành hỏa,
tình cảm của bạn đang có cái điểm báo bị phá. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, tình cảm của bạn đang có cái điểm báo bị nhạt phai. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, bạn kinh doanh phát đạt. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn dễ dàng kiếm tiền nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, số 3, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy rằng trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Sửu Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên bạn tuổi Sửu cái chuyện gì ngày hôm nay cũng không được tốt đẹp cho lắm nhé. Đặc biệt là cái chuyện tình cảm của bạn đang có cái điểm báo có sự mâu thuẫn vợ chồng hục hặc vì nhiều cái lý do, chuyện đối nội đối ngoại cũng không được suôn sẻ đâu. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết những cái mâu thuẫn chứ không phải trốn tránh nhé. Nhiều cái vấn đề phải được giải quyết bằng đối thoại chứ không phải để cho nó từ ngày này qua tháng khác được. Bên cạnh đó, may mắn là trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang có chút được cái sự may mắn, có tỷ kim giúp sức. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn có thể tăng thêm thu nhập cho mình bằng chính cái sức lao động của mình đó. Bạn tuổi Sửu, bạn là người chăm chỉ làm việc dù là ngày nghỉ với bạn, nhưng cũng chẳng hề được nghỉ ngơi mà bạn vẫn phải làm việc đó bạn tuổi Sửu nhé. Và tử vi tuổi Ất Sửu thuộc hành kim, tiền bạc của bạn không thiếu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc hành thủy, bạn đang có cái điềm báo mâu thuẫn gia tăng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, vợ chồng của bạn thiếu cái sự hòa thuận. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, gia đình đang có cái sự bất hòa. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, tài lộc của bạn được vượng phát nhé. Đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, số 1, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này đang có điềm báo không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm nhé. Ngày này đối với những bạn tuổi Dần sẽ có những cái khó khăn mà giữ được, khó có thể giữ được hạnh phúc trong tầm tay. Bạn sẽ phải đối mặt với những cái sự rạn nứt mâu thuẫn và cái chuyện tình cảm lắm đó. Và trong ngày Quý Mùi này đối với bạn tuổi Dần á, ngày này bạn đang gặp ngày mộc thổ xung khắc, cho nên cái vấn đề bạn tuổi Dần bạn không hề mong muốn nó vẫn cứ bùng nổ mâu thuẫn xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao không kiểm soát được cái cảm xúc của mình khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương đó nhá. Ngày này á, đối với những bạn còn độc thân thì cần phải hiểu rõ những cái điều mình muốn, tình yêu không còn có nhiều, may mắn là mới tìm thấy được người mình yêu, đừng để mình phải hối hận mà sau đó trái tim tan vỡ đó bạn tuổi Dần nhé.
Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, mâu thuẫn gia đình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hành hỏa, tình cảm của bạn đang có cái sự nhạt phai. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, bạn có nhiều chuyện phát sinh. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, vợ chồng đang có cái sự hục hặc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc hành kim, tình duyên chưa tới với bạn được đâu nhé. Đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: số 3, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này bạn cần phải chú ý hơn trong cái lời ăn tiếng nói của mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp thiên quan chiếu mệnh, bạn kéo theo những cái lời đồn đại thị phi có thể sẽ khiến cho bạn mất đi cái thanh danh, danh dự của mình rồi. May mắn là trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi, cho nên bạn vẫn gặp được quý nhân giúp đỡ cho bạn nhanh chóng tìm được một nửa của mình. Tình yêu không cần phải lời nói ngọt ngào, chỉ cần dùng cái hành động để chứng minh những cái điều này để người ấy biết bạn tuổi Mão nhé. Và bạn tuổi Mão, bạn hãy để cho trái tim của mình lên tiếng, để cảm xúc của mình dẫn dắt. Nhiều khi lý trí khiến cho chúng ta bị rối bời, vì thế mỗi khi thấy cái quyết định được gì thì hãy tĩnh tâm mà lắng nghe trái tim của mình bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc hành thủy, bạn đang có điềm báo, tiểu nhân quấy phá. Về tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn đang có quý nhân phù trợ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, nhân duyên của bạn có được cái vượng sắc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn có được đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, bạn tìm thấy tình yêu. Và đánh giá sự nghiệp của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Và con số may mắn của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: số 3, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi nhé. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy rằng trong cái ngày này với bạn tuổi Thìn, vận trình của bạn đang gặp ngày có kiếp tài nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn cần phải thắt chặt cái việc chi tiêu, đừng có tiêu xài hoang phí quá mức độ. Và bạn tuổi Thìn có thể sẽ phải đối mặt với họa phá tài rất chi là lớn, tiền bạc mất mát mà không có cách nào giải quyết được đó nhé. Bạn tuổi Thìn trong ngày đang có cái điềm báo mù quáng tin người và sẽ dễ bị người khác lừa gạt lắm đó. Tiểu nhân chẳng trừ một ai, bản mệnh không để cho mình đường lui thì sẽ dễ sập bẫy của kẻ tiểu nhân xấu bụng, khiến cho mình mất tiền hao của đối bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày Quý Mùi này với bạn tuổi Thìn, ngày này bản mệnh cũng đang gặp ngày có thổ khí đương vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn rất dễ gặp phải những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe, nhất là đối với những ai có cái đường tiêu hóa kém đoạn. Và bạn tuổi Thìn
bạn cũng đừng quá lo lắng, bạn chỉ cần điều chỉnh lại cái chế độ sinh hoạt của mình sao cho hợp lý, ăn uống đảm bảo là sức khỏe ổn định lại thôi bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, sức khỏe của bạn đi xuống. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, tiền bạc của bạn đang có cái điềm báo mất mát. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, bạn dễ bị lừa gạt. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn đang có tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn mù quáng tin người đó. Đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ ngày này, bạn sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, tình cảm rất chi là tốt đẹp. Và bạn tuổi Tỵ bạn cần phải lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình nhé. Bạn tuổi Tỵ, bạn mệnh biết mình phù hợp với những người như thế nào. Tuổi Tỵ không để cho người khác đưa ra những cái nhận định sai khác về người mình yêu. Đã yêu là đi đến cùng, bạn sẵn sàng đấu tranh cho tình yêu của mình nữa đó. Ngày này, đối với những bạn đã có gia đình rồi, vợ chồng tuổi Tỵ, tình cảm có được cái sự hòa hợp, vượt qua được những cái định kiến của xã hội để giữ được hạnh phúc của mình. Bạn mệnh thỏa mãn với những gì mình đang có, trân trọng hạnh phúc của bản thân nữa rồi các bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình yêu có được cái sự thăng hoa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, vợ chồng có được cái sự hòa hợp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, hạnh phúc trong tầm tay. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, nhân duyên khó tách rời. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, tình cảm được thắt chặt nữa nặng. Đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy rằng trong cái ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp được ngày Quý Mùi, Mùi Ngọ nhị hợp. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Ngọ có được nhân duyên hài hòa, giúp cho bạn tuổi Ngọ tìm được tình yêu của đời mình nữa nhé. Và bạn tuổi Ngọ, đối với những bạn còn độc thân thì hãy chịu khó tham gia các buổi hội họp với bạn bè, thì cơ hội tìm kiếm một nửa của mình rất chi là lớn đó. Trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn còn thể hiện được cái cơ may làm ăn kiếm tiền rất chi là dồi dào, may mắn với mình nhé. Cái chuyện hợp tác làm ăn với bạn tuổi Ngọ không hề gặp trở ngại gì, mọi cái khó khăn với bạn đều có thể vượt qua, lợi nhuận tăng lên gấp bội so với mức bình thường của bạn. Trong cái ngày Quý Mùi này với bạn tuổi Ngọ, các cặp đôi hôm nay có thể xem là một ngày lành tháng tốt mà vẻ ra mắt hai bên gia đình, chuẩn bị cho cái việc hôn nhân đại sự nữa. Nếu như tình cảm đã chín muồi rồi thì đừng có trì hoãn nữa, có thể khiến cho tình cảm nhạt phai đi đó bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, tình duyên của bạn đang rất chi là vượng sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ
thuộc hành thủy, bạn có được đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hành hỏa, chuyện vui sắp tới với bạn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, tình cảm của bạn đã chín muồi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, nhân duyên của bạn đã tới rồi nhé. Đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này: số 5, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi có được cái sự tự tin để thể hiện bản thân mình. Và bạn tuổi Mùi, bạn không cần phải nhờ cậy ai mà cũng có thể tự kiềm chế được, tự kiếm được tiền cho mình nữa nhé. Trong ngày Quý Mùi này với bạn tuổi Mùi, tài lộc của bạn dần được khởi sắc. Bạn tuổi Mùi chăm chỉ làm ăn mà kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Bản mệnh hiểu rằng bàn tay làm hàm nhai, tay quay miệng trẻ, thế nên đồng tiền kiếm được đều là đồng tiền chân chính với bạn. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn cũng đang gặp ngày đang có thổ khí vượng. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Mùi đang có sức khỏe không được tốt cho lắm nhé. Và bạn tuổi Mùi, bạn mệnh nên chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân mình, lưu ý ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ để không ảnh hưởng quá xấu đến sức khỏe nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc hành kim, sức khỏe của bạn đi xuống. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc hành thủy, tài lộc của bạn đi lên. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hành hỏa, bạn kiếm tiền một cách dễ dàng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc hành thổ, bạn phát tài, phát lộc. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc hành mộc, bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình đó. Đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này: số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là cái vận trình tình duyên của bạn tuổi Thân rất chi là vượng sắc, hạnh phúc tới gần. Và ngày này với bạn tuổi Thân, bạn đang gặp ngày Mùi thổ dượng cho kim, cho nên bản mệnh tuổi Thân không phải lo lắng nếu như còn là độc thân, ắt sẽ có người tìm duyên dẫn lối cho bạn nhé. Bản mệnh tuổi Thân trong ngày thứ bảy này có được những cái mối quan hệ xã giao rất chi là tốt, cũng nhờ thế mà quen biết thêm nhiều người khác phái, tình yêu có thể sẽ bắt đầu từ đó. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy trân trọng tình cảm của mình nhé. Ngày này đối với những cặp vợ chồng tuổi Thân hôm nay nên dành thời gian bên nhau, sự hiểu biết và thông cảm chia sẻ với nhau sẽ giúp cho tình cảm vợ chồng càng ngày càng thêm bền chặt, nhân duyên khó có thể bẻ chia cắt xẻ cắt với bạn. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc hành thủy, tình cảm của bạn cần cái sự vun đắp. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hành hỏa, bạn đang có được người mình yêu. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, nhân duyên đến gần. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, vợ chồng có được cái sự hài hòa. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, tình cảm nên níu giữ nhé.
Đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp thực thần xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu, cái việc làm ăn kinh doanh của bạn sẽ cực kỳ suôn sẻ, thuận lợi. Bản mệnh có được những cái mối làm ăn tốt đẹp, cơ hội phát tài, phát lộc đến rất gần với bạn rồi đó. Và bạn tuổi Dậu, bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về cái vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay. Thu nhập của bạn hoàn toàn đủ để cho cái việc chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, bạn đừng có quá mua sắm quá đà, vung tay quá trán nhé. Trong ngày Quý Mùi này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Dậu cũng có những cái điểm không vui với bạn đó. Đặc biệt đó, về sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm, ra đường thì nên cẩn thận, tránh cái việc đi xa nhé. Nhưng cái vấn đề đó không đáng ngại, cái chuyện tình duyên của bạn trong ngày hôm nay lại có được vượng phát. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu rất chi là vui mừng về tình duyên đó. Và bản mệnh tuổi Dậu không mong muốn có được những cái niềm vui bất ngờ, nhưng rồi cuối cùng bạn lại gặp được tình yêu sét đánh đó nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, bạn có cơ hội tình duyên đến. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, tiền bạc thì được dư dôi. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, vợ chồng có được cái sự hài hòa. Tử vi tuổi Kỷ Quý Dậu thuộc kim, bạn không cần phải lo lắng về cái vấn đề tiền bạc nữa nhé. Đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này: số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Vì thế mà tình duyên của bạn tuổi Tuất không được đẹp, tình duyên càng ngày càng ảm đạm. Bản mệnh không biết phải làm sao để cho người ấy hiểu được cho những cái nỗi buồn của mình đó. Và bạn tuổi Tuất đó, bản mệnh không những không chia sẻ với người ở bên mình mà còn để cho những cái mâu thuẫn càng ngày càng lớn hơn giữa hai người nhé. Có những lúc bạn cũng không muốn để cho mọi chuyện qua đi nhưng lại không thể hạ mình được đó. Bên cạnh đó, trong ngày Quý Mùi này với bạn tuổi Tuất đó, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Bạn đang có cái điềm báo kiếp tài giáng họa, tài lộc thất thoát từ những cái chuyện không đâu đó. Bản mệnh tuổi Tuất không hề hay biết những cái chuyện hoang phí là không nên mà cứ mù quáng đâm theo, cuối cùng chính mình bị chịu thiệt đó bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hành hỏa, tài lộc của bạn thất thoát. Về tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tình cảm của bạn đang có cái sự mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, vợ chồng đang có cái điềm báo có sự rạn nứt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn nên
tâm sự và chia sẻ nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, tiền bạc của bạn không có trong tay nữa. Đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này: số 2, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu Hợi ạ. Cho chúng ta thấy là trong ngày này, cái vận trình tình duyên của bạn tuổi Hợi có được cái sự bất ngờ khi mà chính bạn cũng không tưởng tượng được. Ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi. Cái điều này làm cho cái vận trình của bạn đang có được quý nhân giúp đỡ, làm cho bạn tìm được tình yêu của đời mình. Và bạn tuổi Hợi, bạn không cần phải tính toán nhiều, có những việc hãy để cho trái tim của mình lên tiếng nhé. Cảm xúc mới là thứ cần phải lưu ý trong cái chuyện tình cảm, không cần phải để ý tới lý trí mà mù quáng đó. Bản mệnh tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, trong ngày Quý Mùi này, đối với những bạn còn độc thân thì hãy mở lòng mình cho bản thân cũng như là cho đối phương thêm cái cơ hội để được đến gần hơn với hạnh phúc, để có người yêu thương và được yêu thương nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình yêu của bạn rất chi là vượng sắc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn đang có được đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn nên lắng nghe trái tim. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, bạn đừng quá mù quáng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn nên trân trọng tình yêu. Đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này: số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên đăng ký kênh và theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé.